gì? Sống lâu hơn 100 tuổi. Sống lâu hơn 150. Con chào mừng cô chú và các bạn nha. Em dúng cây con mắt. Chị hai đúng em á. Rồi chào mừng cô chú đi Quỳnh Mai. Chào mừng cô chú đi. Em đầu chúng ngay mũi. Rồi Quỳnh Mai này chào mừng cô chú đi. Chào ông bạn cô chú. Thì sáng con mới đi học về, với lại bữa nay cha con đi đám cưới rồi á, con coi trong tủ lạnh á có gì á thì con làm để con quay cho mọi người chúng xem nha. Ok đấy thôi nha. Đây là 300g bò nha mọi cô chú. Đây là củ kiệu, cà rốt. Đây là củ kiệu, đây là cà rốt. Đây là hai. Đây là củ kiệu, cà rốt. Rồi còn đây là rau cần. Rau cần. Bây giờ thì con sẽ đây là rau cần. Con bỏ dầu vào. Đây là đường. Đây là nước mắm. Đây là hành. Đây là thịt. Con để cho dầu nóng rồi con. Chị ơi, chị ơi. Gì? Gì? Chị ơi. Gì? Nóng. Đi nha, cha làm. Rồi dầu không cũng nóng rồi. Bây giờ mình sẽ cho tỏi mâm vào nha. Con sẽ cho ở đây là một tí bột ngọt, đây là một muỗng đường, một miếng nước tương với là một miếng muối, cho một tí tiêu vô nữa. Rồi con sẽ trộn lên. Chả củ bi chan chơi bi chan co bi chan co bi. Con nói im nha. Bây giờ con sẽ cho củ kiệu với lại cà rốt rồi nha. Với cà rốt, với cà rốt. Chờ. Đi đi mà đi. Chờ. Chán. Đi đi. Phải dao nữa. Phải dao. Giờ con để vào con dùng trộn một chút xíu cho nó thấm nha. Thơm với lại màu sắc sỡ của một cô chú ơi. Nhưng mà cô chú ơi thì nghe con xào rau củ này cũng chín à. Thơm không? Thơm không? Thơm. Rồi con cho thơm vào nha. Thơm quá. Thơm quá. Thơm quá. Rồi con cho rau cần vào. Cho rau cần vào. Cho một ít tiêu với lại tỏi hồi nãy con đã phi rồi. Rồi lấy hai chậu nha.
rồi, quá hấp dẫn luôn. Như vậy là đem xuống rồi ăn này em mời cô chú. Như vậy là đem xuống ăn này em mời cô chú. Con sẽ bưng xuống ăn nha. Mẹ mà cô chú và các bạn cùng hai chị em con nha. Vừa nãy mình bỏ không? Em ăn này rất là bổ nha bạn ơi chứ. Thịt bò thì có đạm nè, còn cà rốt đó thì có nha, ăn nó thật là bổ luôn. Thank you.
đúng rồi. Hôm nay con này có gì á? Con áo sen. Con gì? Không. Dễ thương không? Dễ thương. Con lá hết rồi không? Con lá. Clip của con này cũng kết thúc rồi. Nếu bà cô chú thấy mẹ con hãy cho con một like và đăng ký để con không được làm những video tiếp theo nha. Tạm biệt cô chú. Nha, tạm biệt bà cô chú đi. Tạm biệt ông là cô chú. Chúc bà cô chú gì sức khỏe. Cô chú ông là sức khỏe. Làm ăn có thiệt nhiều tiền. Làm ăn có thiệt nhiều tiền. Sống lâu hơn 100 tuổi. Sống lâu hơn 100 tuổi. Con tạm biệt mà cô chú. Tạm biệt con là cô chú. Các em muốn nước thế.